Kính thưa Thầy, cúng thất 49 ngày là do phong tục của người Việt hay là nghi thức của Phật giáo? Thưa đại chúng, cái này là do chư tổ vì thương chúng ta mà giúp cho ta có một cái phương pháp để chúng ta trợ duyên cho người thân của mình. Theo như là tinh thần của Phật giáo đó, một người nào sau khi mất thì cái người đó nếu mà làm việc cực ác thì người đó liền đọa lạc vào cái cảnh xấu. Nhưng ngược lại, nếu những người nào sống cực thiện thì người đó liền sanh cảnh lành mà không cần phải trải qua một khoảng thời gian nào hết. Nhưng phần lớn tất cả chúng ta sống trong đời này thì việc thiện việc ác đều có, cho nên cần phải trải qua một thời gian 50 ngày để xem cái nghiệp này, cái nghiệp nào nặng thì nó tùy theo cái nghiệp đó mà nó tái sinh. Vì vậy cho nên cái thời gian phân định nghiệp, chư tổ mới dạy chúng ta tổ chức những cái buổi cúng. Mình cúng để làm gì? Nó có nhiều cái tác dụng. Có nhiều người, người ta sống ở trong đời, người ta quen cái cách đó rồi. Phải qua ví dụ nha. Vị nào mà hay ăn tối trước khi đi ngủ đó, lỡ tới chùa hay nhà nào mà ta không ăn tối đó, là một cái khổ của mình đó. Tại vì mình đi ngủ mà cái bụng nó trống trơn, mình chịu không nổi. Mà bây giờ xin ăn thì nó kỳ. Ta mới đãi ăn rồi 6 giờ, giờ 10 giờ đòi ăn nữa. Mà trong khi đó nhà ta không có thói quen ăn đêm. Mình quen cái cách đó rồi. Rồi có nhiều người á, là sáng ngủ 9 giờ mới dậy. Tới nhà nào mà ta mới 6 giờ ta dậy hết trơn, mình ngồi trong phòng chịu không được, phải ngồi dậy đi ra. Thí dụ vậy đó, là mỗi người nó sống theo cái thói quen. Thì chúng sanh mình cũng vậy, sống theo cái thói quen là ăn uống thăm viếng vậy đó. Cho nên các vị đó tổ chức cúng để làm gì? Để lỡ cái tâm thức cái người đó, cái thần thức người đó sống theo cái tập nghiệp đó, thì nhờ cái bữa cúng đó mà họ được chuyển đến cái lương thực bằng cách là họ ngửi. Tại người chết không có ăn giống mình. Người chết là người ta hửi thôi, mình sống là mình ăn, để vô miệng mình nhai. Trường hợp bỏ vô miệng nhai gọi là đoàn thực. Còn trường hợp mà cúng mà cho người đó ngửi gọi là xúc thực, họ cũng ăn. Nhưng mà cái cách ăn của họ là bằng cách ngửi. Quý vị có khi nào ngửi mà no không? Sao không? Đó, bằng chứng vô bếp nấu nguyên ngày, hỏi ăn không bác? Thôi, ngửi no. Nấu từ sáng giờ ngửi, có chứ, mình có xúc thực chứ. Mà thậm chí là thưa đại chúng là con người mình có 4 cách ăn: xúc thực, đoàn thực, tư niệm thực và thức thực. Hồi nãy Pháp Hòa giải thích đoàn thực là bỏ miệng nhai, phải không? Là mình ăn bây giờ nè. Xúc thực là ngửi nè. Tư niệm thực là gì? Là những hoài bão mình nuôi. Pháp Hòa ví dụ như tôi nuôi ước nguyện một ngày nào đó tôi sẽ trở thành một thầy giáo dạy về môn toán. Nhờ nuôi cái ước nguyện đó cho nên cố gắng học, cố gắng vượt mọi khó khăn để một ngày nào cái tư tưởng muốn trở thành một thầy giáo dạy toán nó trở thành ra tư niệm thực, nó nuôi mình. Và một ngày đó bao nhiêu khó khăn vượt được và mình đã trở thành một thầy toán thật sự. Trong chúng ta ai cũng có cái tư niệm thực đó. Quý vị đi vượt biên là một tư niệm thực đó, muốn đưa mình ra khỏi cái cảnh khổ, cho con cái mình nó có được cái cuộc sống tốt hơn. Cho nên sóng gió khổ đau cực nhọc cỡ nào vượt qua hết để cho mình được cái đời sống tốt hơn. Nhất là mình lấy con cái mình cho nó một cái đời sống tốt. Mình nuôi, nếu mà người nào không có cái tư niệm thực đó sống không nổi. Hết giờ hả? Còn một cái thực nữa gọi là thức thực. Thức thực là gì biết không? Là tiếp xúc, nhận thức. Pháp Hòa ví dụ ha,
mình đang vui vẻ vậy đó, gặp cái người mình không ưa, mặt mình trở cái nụ cười bình thường hết rồi, hỏi ủa sao chị đang vui vẻ mà chị vậy, tôi thấy nó tôi no rồi ăn nổi nữa. Cái đó là thức thực đó, nhận thức. Nhưng mà ngược lại có những người đang buồn vậy đó, tự nhiên gặp cái người mình thích cái coi trời ơi quấn quýt lên, vui vẻ trở lên, thì đó cũng là một hình thức thức thực. Nhưng mà thức thực tích cực hay là thức thực bằng tiêu cực? Tư niệm thực cũng vậy, tư niệm thực là tích cực hay là tư niệm thực tiêu cực? Mà con người mình nó có đôi khi không ăn bằng cái đoàn thực, mà ăn bằng thức thực, sống bằng niệm thực, tư niệm thực. Có những người ta sống bằng tư niệm thực là người ta nuôi một cái hoài bão, ta nuôi một cái hoài bão. Thậm chí có những người họ nuôi một hận thù, phải trả thù họ mới vui. Cho nên cái hận thù đó nuôi họ, họ chấp nhận bao nhiêu khổ nhọc để một ngày nào đó họ trả được mối thù đó. Đó là cũng một loại tư niệm thực, nhưng mà rất tiêu cực. Đời sống của họ không gì hơn, họ sống vì hận thù chứ không phải sống vì cái. Còn mình nói tôi phải sống cho con tôi. Thí dụ như người nào bệnh đó, đừng có buông xuôi, tôi phải ráng chữa bệnh, tôi còn con nhỏ phải lo. Ráng nuôi cái tư tưởng đó, mà quý vị vượt được tất cả mọi cái. Quý vị cũng phải bệnh thôi, nhưng mà quý vị không có, cái bệnh nó không có trì trệ, nó không làm mình khổ, vì mình nuôi một cái tư niệm thực là mình phải sống để lo cho con mình. Cái người mất á, họ xuất thực. Vậy thì cái 49 ngày, cái câu hỏi là của dân tộc Việt Nam hay là của Phật giáo? Nếu nói là của Phật giáo cũng được, nhưng mà Phật giáo á, quan trọng là cầu nguyện chuyển cái nghiệp cho cái người mất. Còn mượn cái bữa cúng là theo dân tộc Việt Nam. Hôm qua Pháp Hòa nói đó, đạo Phật đi tới đâu tiếp xúc với cái văn hóa của nước đó, rồi pha thêm cái đạo Phật vô để làm cho cái văn hóa đó dồi dào. Bây giờ mình nói mình tụng kinh, mình cúng mà không có cái gì thì nó không có cái lễ. Cho nên bắt đầu mới bày ra bữa cúng, tụng một thời kinh để khai thị cho người mất. Nếu người mất đó tâm thức họ còn bám víu tiền của, hạnh phúc gia đình vân vân, họ chưa chấp nhận sự ra đi của họ, họ nhờ cái buổi tụng kinh này tâm họ mở ra họ đi. Và nếu họ còn sống theo cái quan niệm ăn uống, nhờ cái công đức chuyển lương thực này. Cái này Pháp Hòa nói một cái kinh nghiệm ha, hồi xưa các tổ mà dạy mình cúng, các ngài dặn là khi nào mình cúng vong cho người mất á, cúng linh á, cúng cô hồn á, đừng có ăn no. Đừng có ăn no. Biết tại sao không? Ăn no buồn ngủ. Mà buồn ngủ lên mình tụng kinh không có thành. Tụng hồi liêm diêm cũng gật không à. Nhưng mà nếu mà bụng mình đói đó, mình thấy món ăn mình thèm. Thèm đến khi tâm mình nghĩ tới thức ăn thì nó phối hợp với cái bài chú biến thực biến thủy á. Nó phối hợp vậy đó. Các cái vong linh họ ăn. Cho nên khi mình tụng á, biên thực biên thủy chân ngôn nam mô tát phạ đát tha, tâm mình phải nhớ nghĩ tới thức ăn. Biến nam mô tát phạ đát tha là chú biến thực, nam mô tô rô bà gia đát tha nga ra gia vân vân là chú biến thủy. Cho nên khi mình tụng mình phải nghĩ đến thức ăn, mình nghĩ đến nước uống, để cho cái vong đó, cái thần thức đó họ hưởng. Cái này là nói về cái tâm. Cái tâm nha, chuyển bằng tâm á, chuyển bằng tâm á. Bây giờ quý vị thấy nè, mình viết một cái message, mình send một cái cho người nào, dù họ tận bất cứ chư phân trời nào, họ cũng nhận được cái message của mình mà. Thì tại sao tâm thức này không chuyển được? Cái gì mà nó không có cái hình tướng, nó còn chuyển nhanh nữa. Cho nên cái tâm thức rất là mạnh. Quý vị đã từng thấy những người người ta bệnh mà ý chí người ta kiên cường, người ta vượt hết tất cả bệnh tật mà. Cho nên cái năng lực của tâm nó mạnh lắm. Bây giờ mình send email, mình send message, mình chụp một cái hình một cái là bỏ lên Facebook một cái là cả thế giới biết hết. Thậm chí bây giờ người ta có thể ngồi đây nè, có những vị đang livestream nha. Thì những người không có mặt ở đây mà người ta chỉ cần connect với cái đó là người ta nhận được liền. Người ta nhận được hình ảnh liền, từng nghe trực tiếp liền. Cái đó mà còn làm được thì huống chi cái này.
cái tâm thức mạnh lắm. Quý vị thấy là bao Pháp Hòa đi giảng trong thời gian này là bao nhiêu cái email tới cản không cho đi. Nhưng mà bây giờ mình lỡ nhận số rồi sao không đi. Biết bao nhiêu Phật tử gửi mail cho Pháp Hòa khuyên Pháp Hòa đừng nên đi. Và họ có nhiều khi họ còn nói thầy có biết là thầy quan trọng với Phật tử lắm không? Thầy đi lỡ thì có chuyện gì rồi sao? Pháp Hòa mới nói trong bụng mình không có dám nói gì, mình làm mình phụ lòng người ta. Nhưng mà trong bụng mình nói bây giờ mình việc mình đã nhận rồi, mình phải ráng thôi. Bây giờ người ta thông báo, người ta quy tụ rồi, mà trong khi đó một mình Pháp Hòa tới, người ta khuyên không nên đi tới đám đông, mà quý vị có từ giả đám đông đâu, quý vị cũng có mặt ở đây mà, phải vậy không? Hai cái tâm lực. Quý vị cũng hu khe thì Pháp Hòa cũng khe hu. Hai cái năng lực đó nó không mà có nói với nhau không? Pháp Hòa có phone từng dĩ mà nói tôi sẽ tới nghe nhớ không nghe. Pháp Hòa không nói. Quý vị cũng chẳng phone Pháp Hòa nói là tôi sẽ tới thầy nhớ qua nghe không. Năng lực. Quý vị hiểu được cái chỗ đó không? Chuyển bằng tâm lực. Một cái sợi dây bấm có mấy số thôi mà còn nói chuyện được nửa bên kia thế giới mà. Cho nên cái tâm nó chuyển được hết. Đức Phật sống cách đây hơn 2600 năm, mà những gì Phật nói 2600 năm trước ngày giờ này mình vẫn ứng dụng được hết, không có gì trở ngại hết. Tại vì sao? Chúng sanh đời nào cũng giống nhau hết, cũng tham sân si đủ kiểu như vậy, nhưng mà nó tham kiểu khác thôi, nó đổi đối tượng thôi. Hồi xưa tham xe ngựa, xe gì đó, bây giờ là xe hơi, xe gì đó. Nó đổi cái đối tượng thôi, còn tham nó giống nhau. Cho nên á, cái chuyện mà bày một mâm cơm lên cúng là chuyện của người Việt Nam. Còn cái chuyện mà cầu nguyện khai tâm cho người chết là chuyện của Đạo Phật. Nhưng mà Đạo Phật á, là đi tới đâu là tiếp nhận tất cả văn hóa, làm cho cái văn hóa đó dồi dào lên bằng cách mượn một mâm cơm cúng, đem bài kinh tụng lên. Nghiệp riêng. Người Việt là chỉ cúng thôi, bên này tụng thôi. Hai cái này nó hợp lại, nó biến thành một cái buổi lễ cúng đầy đủ sự và lý. Sự là mâm cơm, lý là lời khai thị. Mà sự lý mà viên dung thì mọi việc trôi chảy hết. Quý vị hiểu được cái chỗ và chia sẻ không? Hai vợ chồng đám cưới là sự đó. Cái lý là ráng mà hiểu nhau mà sống. Nhưng mà không có cái lễ cưới này nó lung tung lắm. Nếu có phải có cái lễ cưới chị biết không? Xác định anh bây giờ là chồng, chị bây giờ là vợ. Nói chưa đủ nữa, xây qua coi, nhất bái thiên địa, lấy trời đất làm chứng nha, nhị bái tổ tiên. Chưa đủ nữa, xây qua bái nhau bái coi, phu thê giao bái, lại trời đất chứng, lại ông bà chứng, lại Phật tâm của nhau, và nương nhau làm bạn với nhau mà sống. Giận nhau cỡ nào cũng không được chửi với nhau, mày tao nha. Hồi nãy xá nhau nè, phu thê giao bái, tương kính như tân, coi nhau như người bạn. Hồi mới quen á trời ngọt lắm, chứ cà chua kiểu này ai mà chịu. Vậy mà sống 10 năm sau, sao tự nhiên từ cà ngọt thành cà chua. Cho nên thưa đại chúng, tại sao một bên chuông bên mỏ, bên bông bên trái, sự với lý phải dung thông. Đạo Phật nói, chúng ta nói lý là một chuyện, nhưng không có sự thì làm sao biểu đạt lý. Pháp Hòa ví dụ như mình có mặc cho cái người mời tiệc mình là chính, nhưng cái cách ăn mặc mình để cho người ta trân trọng, là người ta cảm nhận là mình trân trọng cái buổi tiệc của người ta. Mặc dù ai cũng nói chỉ có mặt là quý rồi, nhưng cái cách ăn mặc của mình, cái cách biểu lộ của mình, mặc dù người ta tới, người ta nói gì nè, tôi xin trân trọng mời anh chị tới chung vui cùng con của tôi. Người ta không hề nói nhớ mang theo bao nhiêu. Mình phải tự biết. Trời ơi, tới ăn bữa tiệc ta, dẫn 4 người đưa 50.
ta không nói gì hết, ta bảo bảo thơ trời sao chip vậy. Hồi xưa đi tiệc cưới để 100 coi được, bây giờ đi 100 là hơi chip à. Tại tiệc bây giờ nó mắc rồi, một bàn tiệc bây giờ cả ngàn rồi. Thí dụ vậy, sống mình phải biết thời, biết lúc, biết mình, biết ta. Đó là đạo Phật. Người sống, mình sống xử sao, mình phải xử với người chết như vậy. Cái này gọi là gì? Sự tử như sự sanh. Sự tử như sự sanh. Gặp á, thưa bác con mới tới, người đã chết rồi, không có khoanh tay gì nữa, đổi cách, nhưng mà cũng là cái đó đó. Con mời tới nhà con ăn cơm, người đã chết rồi làm mâm cơm cúng. Sự tử như sự sanh. Lỡ ta mượn tiền mình ta không trả phải không? Tới rồi ta chết, nghe tin ta chết, tới nhớ thắp cây nhang. Hồi sống mượn tôi 100, hứa hoài không trả. Bữa nay tôi nghe tin anh tết, tôi thắp, tôi tới tôi thắp cây nhang tiễn biệt anh và tuyên bố mình xù. Xù để chi? Cho cái tâm thức người đó nhẹ nhàng đi vãng sanh. Đừng vì 100 của tôi mà trở lại trả tôi, tội nghiệp anh mà cũng khổ tôi, vì 100 tôi đeo anh hoài. Cái đó là cái tâm. Cái tâm mình nghĩ tới người chết, sợ họ mang nợ 100, họ nặng nề họ tới trả. Mình cũng chẳng muốn vì 100 mà hai bên gặp nhau nữa. Xù. Cái đó người Việt gọi là gì? Nghĩa tử là nghĩa tận. Dẫn chính xe 10 vàng, người đó chết rồi thắp cây nhang tiễn họ đi, cho nó tận đi. Nếu mà mình còn mang quán thù với người đó, nó về nó kiếm mình. Trời ơi, Tao tha mày rồi mà. Sao mày kiếm tao hoài vậy? Lúc đó phải tốn tiền kiếm thầy pháp tới cúng nữa. Lúc đầu tới xù 100 nó đi là khỏi mất mấy trăm. Hay vô cùng. Xử lý phải viên dung. Nội dung và hình thức. Đấy. Tới cái mùa Phật đản bưng ông Phật ra tắm. Trời ơi lạnh muốn chết. Một năm không tắm, ngày Phật đản mang ra tắm. Đâu phải Phật chờ mình tắm, mà Phật cũng không có kinh nào Phật nói nhớ tắm tôi. Mình bày cái vụ tắm Phật là mình bày. Nhưng mà tại sao để Phật trong thao nước? Tại sao lấy hoa để vô? Nước là tịnh, hoa là giới, gột sạch bụi là tuệ. Tắm Phật là do tâm mình dơ bẩn, lấy định, lấy giới, gột rửa để tuệ nó sáng. Ý nghĩa tắm Phật, mượn cái hình thức tắm cái tượng Phật, nói lên cái đạo lý. Cái lễ Vu Lan quý vị cài hoa hồng chỉ có Phật giáo Việt Nam mới có, không có nước nào có hết. Chỉ thuần duy nhất có Phật giáo Việt Nam có thôi. Tại sao biết không? Tại vì Hòa Thượng Nhất Hạnh là người đề xướng cái ý, cái lễ cài hoa hồng trong lễ Vu Lan. Khi mà Ngài viết cái tác phẩm Bông Hồng Cài Áo, rồi sau đó tất cả các chùa đều thấy cái ý nghĩa hay, cho nên bây giờ mình ứng dụng trong cái lễ cài hoa hồng. Không có nước Phật giáo nào có hết. Chỉ có nước Việt Nam mới có lễ hoa hồng cài áo. Ý niệm hết. Mình lấy cái sự biểu tượng cái lý. Rồi bây giờ bắt đầu cài hoa hồng xong rồi, giờ có vụ cài cho sư phụ nữa chứ. Hồi xưa cài cha, cài hoa hồng cho cha, cài hoa hồng cho mẹ. Bây giờ có vụ cài hoa hồng cho ông thầy luôn. Bằng cách nào quý vị biết không? Cái mùa Vu Lan á, không có cài hoa đỏ, hoa trắng cho ông thầy, mà cài hoa vàng. Tại vì thầy mặc áo vàng, cài hoa vàng cho nó match. Pháp Hòa thưa vậy đó, rồi mai mốt đại chúng nhớ nè. Đạo Phật không phải là một tín ngưỡng mà chúng ta cứ nghĩ là nó đóng khung. Nhưng mà Đạo Phật nó bàn bạc trong cuộc sống của mình. Đạo Phật nó bàn bạc trong mỗi cái hình sắc của dân tộc. Quý vị nhìn Phật Thái, quý vị biết liền đây Phật Thái Lan. Quý vị nhìn Phật Nhật, quý vị biết liền đây Phật Nhật. Tại vì sao? Cái đẹp của nước người ta gắn lên tượng Phật.
Phật Thái Lan là lúc nào cũng đội mão hết. Phật Thái Lan là eo co đều dữ lắm, nhọn quá. Tại vì người Thái Lan người ta thay mặt, người ta bó rồi người ta vậy đó. Cho nên Phật nào cũng về về chứ. Phật Tàu nhìn biết liền chỗ này đầy. Tại vì quan niệm của người Hoa là Phật phải phúc tướng, mà phúc tướng của người Hoa là mặt phải đầy. Phật của Ấn Độ vai phải ngang, môi phải dày, mũi phải vuông. Đó là Phật của Ấn Độ. Vì người Ấn Độ quan niệm là đấng trượng phu vai phải ngang, môi phải dày. Trời, Phật này cần đi sửa sắc đẹp nè. Cái đó là Phật Ấn Độ. Cái đó người ta gọi là gì? Đạo Phật gắn liền với dân tộc. Dân tộc nào có sắc đẹp nào, cái đẹp chất của dân tộc đó gắn lên Phật đó. Quý vị mà đi về mấy cái chùa quê đó nha, thấy Đức Quan Âm là y chang như là mấy cái gánh hát nó đi xuống dưới quê nó hát vậy. Tại sao biết không? Cúng mấy cái áo Quan Âm tròn vô đó. Mẹ ơi, mẹ độ cho con, kỳ này con qua được cái trận này con cúng mẹ cái áo. Rồi mai mấy cái áo mà dài ra rồi tròn cho Đức Quan Âm ở trong mấy cái chùa dưới quê, quý vị thấy đó. Biết cái áo đó không? Cái miếng vải phủ ngoài đó. Trong giây phút chia tay, sang nhìn ngã lìa đời. Tròn lên. Người Việt Nam mình là có cái áo này. Ở ngoài Bắc đắp y màu nâu. Các vị mới tu đắp y nâu. Tại vì người Việt Nam mình sống bằng nghề ruộng đất, cho nên cái gì cũng phải nói tới cái hình ảnh của dân tộc. Đắp y nâu.